này thiện nam tử ngươi chẳng nên dựa vào địa giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng nên dựa vào thủy hỏa phong không thức giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì nếu chẳng chấp thủ địa giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chẳng chấp thủ thủy hỏa phong không thức giới mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện Ngươi chẳng nên dựa vào vô minh để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ vô minh thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện nam tử ngươi chẳng nên dựa vào bố thí ba la mật đa để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng nên dựa vào tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì nếu chẳng chấp thủ bố thí ba la mật đa thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chẳng chấp thủ tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện, ngươi chẳng nên dựa vào pháp không nội để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tội, Cũng chẳng nên dựa vào pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ pháp không nội thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào chân như để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ chân như, thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chẳng chấp thủ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào thánh đế khổ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào thánh đế tập diệt đạo để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì nếu chẳng chấp thủ thánh đế khổ thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chẳng chấp thủ thánh đế tập diệt đạo mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột